Rồi đầu tiên các bạn ơi, gốc số 1 nha. Anh quay vòng lên trí ơi. Cây này khá là lực các bạn ơi. Bonsai đại thụ luôn. Bộ đế khủng khiếp luôn anh em. Đế hết hồn luôn. Đây nó có mấy nu mấy cục này là bú anh. Nó là nu cục bú. Đây nó cục chỏ nó ra, nó ra. Quá tay các bạn ơi. Cái này do lý do là cái bạn xe bạn chịu không nổi bạn. Nó nặng quá bạn. Cái này bứng bầu rất là lớn nha. Cây này bị đế hết bộ đế nữa. Dạ. Còn đo thông số đi anh chí. Này đo thông số các bạn mới biết được nó lớn cỡ nào. Chiều cao nó là 76 anh em. Rồi 76 chiều cao. Đo hai vị trí nha. Cây này rất nở nha anh em. Là 70 anh em ơi. Rồi 70. Cây này nó nở rồi cỡ 8 mấy à. Đo cái độ nở. 84 anh em. 84 các bạn ơi. Nó lên xù nách à. Rồi cái này đang nhóm xù luôn các bạn ơi. Bộ đế khổng lồ luôn. Chân cành có sẵn nha, vậy anh em tạo tàn tán đại về đặt là anh em chơi thôi. Vô nó nhỏ cầm tay, ê bự hơn cầm tay. Đây, anh chỉ vừa được cái tay vô bạn, cho bạn so sánh cái bộ đế nha, cục đế này nha. Khá là lực lưỡng nha, nào đế này khoảng bao nhiêu anh chí? Đem rồi. Đế hết cái bầu luôn. Khoảng 2m3 anh em. Rồi, 2m3 này nguyên cái bệ đặt luôn các bạn. Bông này mình chưa thấy luôn anh chí. Cái này bông đùm anh em ơi. Bông đùm anh. Cây này lá bứng, cái lá này chắc nhặt. Dạ. Rồi anh em nào muốn sở hữu cái bonsai đại này thì liên hệ với anh Chí nha. Giá giao lưu sao anh? Cây mã số 1 này em giao lưu bao xếp 200 km là 68 triệu anh em. Rồi 68 triệu các bạn ơi, bao xếp cho anh em 200 km. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 2 nha. Đây một cây dáng bay các bạn ơi. Quá chuẩn dáng bay luôn. Cây này đẳng cấp luôn các bạn. Bộ đế nói chung là nó gồm là một đống luôn nha. Nhìn rất là khiếp. Cái này chiều bay nó khoảng nhiêu anh Chí? Tay cành đẳng cấp luôn các bạn. Thân nó mình thấy nó gần gần lên nha. Dọc theo thân luôn. 2m anh em ơi. Rồi. Chi cành có đều luôn anh em, không đùm nha. Chiều bay ra là 2m các bạn ơi. Anh Chí chia sẻ là bông đùm. Nói chung bữa này là chi cành này có sẵn bạn, rất là lực nha. Này vậy anh tạo, anh em tạo mau chơi. Đây nè, nó co rất là gắt nha. Cái này thành phẩm mà đẳng cấp luôn các bạn ơi. Rồi quay ưu đế cho bạn xem đây. Rất quả tay luôn, nguyên một đống luôn. Đế nó quấn nhau luôn các bạn. Cái này thiên nhiên hay là có nằm luôn nằm bồn không anh? Cái này xưa người ta nói ta trồng cái trong cái chậu á, bạn ta xuống. Dạ. Thì bởi vì nó gói gọn. Quá tay luôn, đặt kẹo luôn các bạn ơi. Ta chơi cũng chục năm cái ta thảy xuống, mà cây này nó là có khoảng 40 mấy 50 năm rồi. Cây rất là đẹp nha, liền lạc nha. Có cái là nó có khía hết trơn anh em. Gần gần cái chân anh. Yeah. Là cây sơ ghi vậy. Dạ. Muốn hết luôn. Gọi anh Chí đo thông số anh Chí. Anh em nào thích cây bay thì mình tham khảo thứ gốc này các bạn. Vị trí này là nó 57 nha anh em. Rồi 57 của anh. Thấp thân. Độ thấp thân nó khoảng 61. Rồi thoát thân 61. Anh đo nguyên cái nồi đế bao nhiêu anh? Rồi 1m rưỡi. Dạ. Rồi mình quay từ xa cho bạn xem lại cái một lần nữa nha. Tổng thể cái cây nhắn bay này các bạn. Cây này bay tự nhiên nha chứ không có hạ hay là lên bầu với các bạn. Rất là đẹp nha. Rồi anh em nào muốn sở hữu là mình giá bao nhiêu vậy anh Chí? Cây này mã số 2 em giao lưu với anh em là 49 triệu bao xếp 200 km. Rồi 49 triệu các bạn ơi, bao xếp cho anh em 200 km. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 3. Đây một cây dáng bay các bạn ơi. Đế hình thú luôn, nhìn rất là có hồn các bạn. Đây anh Chí quay vòng cho các bạn xem chứ. Đây dáng bay lắc lượng luôn nha. Chiều bay này khoảng bao nhiêu anh Chí? Chiều bay 1m rưỡi em ơi. Rồi 1m rưỡi. Thân rất là lực các bạn ơi. Cốt cành có sẵn nha, vậy anh em tạo tàn tán anh em chơi. Rồi mình tiến lại gần quay cái bộ đế cho bạn xem nha. Đây nguyên một thú luôn các bạn ơi, phía trước có hai cái chân luôn nha, rõ nét luôn, đuôi chân cẳng có luôn. Cái này có cái nhược điểm nha anh em,
này nó hồi xưa người ta cưa đó, người cũng xa đó, nói chung là nó bị xa mình. Xử lý ok hả anh? Xử lý là hết nè, nó còn. Rồi ok, có một cái thẹo đó bạn ơi, mà xử lý rồi nha. Này anh em về anh em nuôi cho nó sung là nó kéo bít thử các bạn ơi. Rồi anh Chí đâu thông số anh Chí? Dán bay là đà, mình quái thú các bạn ơi. Rồi 56 hoàn chỉnh các bạn ơi. Củ nở nè, để cây này bị nó nở nên đâu củ nở nè. 70 anh em ơi. Rồi củ 70. Mặt bông cây này sao anh? Cây này chưa thấy bông anh, không dám bao anh em. Rồi ok anh ơi. Cây này dễ nó nhìn như quái thú vậy nè. Nhưng có hai chân trước có đuôi sao. Rồi số 3 sao anh Trí? Số 3 này em giao lưu với anh em là 19 triệu, bao xếp 200 km. Rồi giá quá hợp lý các bạn ơi, 19 triệu cho một cây dán bay nha, bao xếp cho anh em 200 km. Rồi tiếp theo số 4 các bạn ơi. Rồi quay vòng cho các bạn xem anh Chí ơi. Nè khủng lắm nha anh em. Tam đa anh. Nè tam đa. Này nữa đánh một tàn bay này, nó có như này à. Nó có chiều ao vậy anh em. Cái này có nhiều phong chơi các bạn ơi, vậy anh em nhìn rồi anh em thích cái kiểu gì đó anh em tạo tàn tá anh em chơi. Cây khá là lớn nha. Sát nó nâng rất cao. Sát khủng luôn. Mà thân nó sắn luôn anh em. Đây. Móp. Nói chung là nó lên nu luôn rồi, nó sắn hơn móp. Cây này già cây anh Chí? Cây này nó cũng còn non, cây chủ nhà nó khoảng 40 năm à. Nhưng mà tại nó mau lớn nên thịt nó còn non á. Dạ. Lớn nhưng mà còn tơ hả anh? Tơ. Chiều cao cây này là 116 ngày nam. Rồi 1m16 chiều cao. Hoành như chiếc này to nhiều đúng không nè, 72. Rồi hoành thông số thứ nhất 72. Không mất chân luôn. Nâng nha, cây này nó trên này là còn 60 ngày nam. Rồi 69 nha. 69 các bạn ơi. Cây nâng nha. Cậu nó thân nó 52 ngày nam. Rồi 52. Anh đo tổng rồi đấy nó khoảng nhiêu anh Chí? Cái này nở đó là nó 95 nha anh. Rồi 95. Đế đặt nó là 135. Rồi Chí quay vòng lên Chí cho các bạn xem bộ đế anh Chí. Đế bỏ xuống hết nha nè. Cây hót hót. Móp nhìn ở ngoài quá cây lắm nha anh. Lực lắm nha. Bị nặng á. Dạ. Cái này cắt lại anh em, cắt lại có được cắt đẹp không? Được rồi. Rồi số 4 này giao lưu giá sao anh Chí? Rồi số 4 này giao lưu với anh em là 49 triệu. Rồi 49 triệu các bạn ơi. Bao xếp cho anh em 200 km. Rồi tiếp theo các bạn ơi, góc mã số 5. Đây. Mã số 5 là mã số cuối cùng anh em. Chiều cao nó là 1m rưỡi anh em. Rồi chiều cao 1m rưỡi các bạn ơi. Cây này cái phong nó cũng cao các bạn, lực lưỡng nha. Đây là bộ đế đây. Đế khá là lực lớn nha. Bên đây là bị gì anh? Cây lên xù cho cám thôi à. Dạ. Cây này đế rất lực nha nè. Đế đều hết các bạn ơi. Bắp chuối. Thân nó móp vô mà nó lực lực cây nó khía anh. Chặn các bạn. Móp nó khía. Móp. Cây già cây lắm anh Chí. Cây này cũng còn non cây chứ không có già nhưng mà nó mau lớn. Thoát thân nó là 52 anh em. Rồi thoát thân 52. Có nhiều vị trí à. Cây này nó rất là 62. Rồi 62 các bạn ơi. Vị trí dưới này nó 68 anh em. Rồi 68. Rồi đế nó mới 6 anh em. Rồi 1 mét 6 anh. 1m6. Này quay vòng cho bạn xem mà. Cái bộ đế này cây này có hình hài sẵn các bạn ơi, anh em về anh em tùy theo mình nhìn ra cái gì đó anh em tạo tàn tán anh em chơi chỉ cần đủ hết đây, đánh đây đánh đủ ra hết á. Dạ chỉ cần đánh đủ ra hết á. Rồi số 5 thành tiền với anh em nhiêu anh? Rồi cái này em giao lưu với anh em là bao xếp 200 km là 35 triệu nha anh em. Rồi bao xếp cho anh em 200 km các bạn ơi, giá là 35 triệu. Rồi cây số 5 kết thúc video này mình có nói gì khán giả không anh? Rồi kết thúc video clip này mong anh em đón xem và ủng hộ Thanh Chí mau lẹ và có động lực đi tìm cây hàng ít anh em ơi.
Dạ rồi anh em ủng hộ anh Chí nha, anh Chí kiếm cây khủng về giao lưu với anh em. Rồi ok anh ơi.